thương đã sang. Từ nhịp đấm đến nắng tiếng chuông vang lên, ngày đó em đã đến đây. Một năm mới sắp đến Giáng sinh an lành, về chim đua nhau hót vang và cùng hát khúc hát chúc cho một năm sẽ mãi vô tôi yêu đây. Mùa thu đã qua làn rơi đầy, kỳ mùa đông kia đã đến đây. Để những yêu thương kia sẽ mãi đong đầy như từng hạt tiết rơi ngoài kia. Mình xa nhau nhé, dấu cho lành căm, ngồi bên nhau sẽ thấy ấm êm. Chìm trong say đắm với bao niềm vui, ta sẽ thấy yêu đời. Ngày Noel có em kề bên, trời nó nhớ yêu thương đến em. Và ta sẽ mãi không rời xa, cùng nhau đón Giáng sinh an bình. Chắp tay cầu đến mai sau, ta sẽ mãi có nhau. Muốn kiếm chuyện hả? Là sao? Tôi nói bao nhiêu lần rồi, ai giờ mặc áo giống tôi? Lỡ ra đường á, bạn bè thấy là sao? Nhưng mà tôi đâu có biết là không mặc áo giống của em đâu. Tôi không cần biết, bà đi theo khác đi. Anh đâu có mang áo đâu. Vậy thôi, đi về đi, đi về đi. Kỳ vậy? Nhanh lên, đi về đi, nhanh lên. Chuyện gì vậy con gái? Ba đuổi cái ông này về đi. Năm nào thằng Khánh nó không qua trang trí Noel cho mình con. Nhưng mà con không có thích. Ba đuổi ông về đi. Con bé này. Khánh. Dạ. Thôi con đi về đi. Mấy cái chuyện này để bé Phương nó làm được rồi. Làm xong rồi á mới đi chơi nha con. Ba, vậy đâu có được. Dạ, vậy thôi, tôi về nha bác. Tôi về nha. Ơi, ba. Chứ bây giờ muốn sao? Bà có chùm tôi á. Đánh à? Dạ. Hai đứa mày quen nhau bao lâu rồi? Mà như chó với mèo vậy. Con cũng không biết sao nữa chú à. Chắc tại con với Phương không hợp tuổi hay sao á. Mày á là con trai mà. Mấy cái dịp lễ lộc này phải dắt con Phương nó đi chơi. Mà đi đâu xa đó. Dạ. Cho nó thoải mái. Còn trẻ, còn sức khỏe. Như chú nè, đó. Bây giờ chú lớn tuổi rồi, có muốn đi chơi cũng đâu có đi được. Đâu còn sức khỏe đâu mà đi. Ủa, vậy chú cho con tiền con với bé Phương đi du lịch hả? Bậy rồi, bớt giỡn đi, cứ coi như chú chưa có nói câu đó nha. À, quên nữa. Dạ. Hôm nay chú có hẹn với ba con làm vài chai. Dạ. Sẵn dịp con ở lại đây dọn dẹp, con coi nhà giùm chú luôn nha. À, lúc này gần Tết, trộm cắp nhiều lắm. Con ở nhà canh nhà nha, chú đi à. Trên đường phố đông, mọi người ai cũng đang vui cười. Và ánh sáng lấp lánh một màu khắp nơi, nào cùng ca lên cho vui đêm nay. Từ nhịp bước tiếp bước trên đường phố đông, mọi người ai cũng đang vui cười. Và ánh sáng lấp lánh một màu khắp nơi, nào cùng ca lên cho vui đêm nay. Ngày Noel có em kề bên. Tôi bảo ngồi tôi không có về được. Bà ở nhà mình đi. Đi chút xíu tôi về. Thôi nha. Ở ngoài sẽ mãi có nhau, chấm tay cầu đến mai sau, ta sẽ mãi có nhau. Và ngày mai đã đến sớm mai đông năm, mùa đông đã sang đã xa. Từ nhịp đông đến đông tin chờ lắm, ngày đó đã đến. Một năm mới sẽ muốn Giáng sinh ở đây, để chim đua nhau hót vang. Và cùng hát cùng hát chung cho muôn nay, sẽ mãi có tôi yêu đời. Và ngày mai đã đến sớm mai con đi.
hình. Báo cáo, mục tiêu an toàn. David, mọi chuyện trên đó vẫn ổn chứ? Báo cáo ổn, mọi thứ đều ổn. Ok. Ủa, nói đứng chảnh chi mày? Tao cũng biết. Chứ để quay phim cho đạt. Chết bà rồi. Lộn người rồi mấy cha. Chán trời ơi. Xin chào cô bé. Đau đó. Nhưng mà anh thích. Hiểu không? Tụi mày đâu? Lý sao? Tụi mày nghĩ sao vậy? Hả? Bắt mà sao không trôi? Trôi nó lại cho tao. Nhanh. Lý sao? Thưa boss, dây đã buộc, chó đã chặt, an toàn. Biến đi. Yes sir. Nè, con ngon á thì tán anh cái nữa đi. Ây da, tụi bay đâu? Yes sir. Tụi bay vẫn mặt với tao hả? 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 Tụi bay chối cái kiểu gì vậy? Hả? Ây da. Ice. Không hả? Không thấy nó ngồi chà bá đâu hả? Ê mấy bà, tôi thấy tình hình căng thẳng lắm rồi đó. Ừ, căng quá. Ừ, căng thiệt. Trời nắng cháy ra tôi hết trơn rồi. Nắng xỉu luôn vậy. Trời ơi trời. Mấy bà nó mang quá à. Mấy bà lâu suy nghĩ cách gì đi. Chứ tôi không hánh nhau nhái vậy á. Sao này tụi nó. Ồ, tôi có cách này hay lắm. Cách gì vậy? Cách gì? Mấy bà, gom xong lại đây cho tôi đi. Ủa mấy gì vậy? Thì mấy bà cứ đưa đây, lẹ lên. Đây nè. 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 Ủa, bộ không có cao kiến gì hả? Ừ. Nhìn tụi này, ai biết được giống tôi thì sao? Mọi chuyện như cách thương lượng bằng son. Ông có thấy là tình hình đang căng lắm không? Ừ. Ông. Thầy có cao kiến gì không? Thầy bắt học sinh chúng học giỏi lắm mà. Thầy để tôi suy nghĩ đã. Ủa, thầy cũng ở đây nữa hả?
Mấy em thông cảm đi, dạo này Facebook thầy ít like quá, thầy xuất hiện để lấy follow thôi mà. Trời ơi. Chết rồi, tụi nó thấy rồi sao vậy? Mày định cứu con ghệ mày bằng cái đám nhóc con này hả? Ê, kệ đi, hốt luôn chứ sao giờ. Nó dám khinh thường bánh bèo tụi mình hả? Đúng rồi, đẹp trai mà nói chuyện vô duyên. Lên mấy bà. Đi lên, lên. Lên. Ông Khánh, lùi xuống, để tụi tôi. Bị đâm bánh bèo, thủ thắng. Lên. Đồ dữ phu, cành vàng lá ngọc gì ta cũng dám đánh. Ta hận. Không mất thời gian nhiều nữa. Kim Quý. Yes sir. Ồ, cái này đâu có liên quan gì đến phim đâu. À, cái này á của nhà tài trợ yêu cầu. Dễ thương mà. Mẹ cứu con với. Mày còn gì để nói không? Một khi mà đụng chạm tới bạn gái của tao thì tao không cần biết tụi mày là ai. Sao mà nóng vậy? Anh còn nói được câu đó sao Khánh? Trò chơi này kết thúc rồi anh à. Là sao? Tôi từ chối bao nhiêu người theo đuổi. Anh biết mà. Để trao hết tình cảm này cho anh. Linh à, em phải hiểu là tình cảm mà đâu thể nào. Anh khỏi nói nhiều. Một là anh chọn tôi. Hai là người Khánh. Không sao đâu em. Người Khánh. Phương à, anh yêu em. Người Khánh. Người Khánh. Người Khánh. Người tôi bệnh, anh lo cho tôi.
Bà đừng làm tôi sợ mà. Bà Khánh ơi. Phương à, chiếc nhẫn này anh định là tặng em, cầu hôn em khi em tròn 18 tuổi. Nhưng mà chắc... Bà đừng có nói vậy mà. Anh yêu em. Bà Khánh. Bà Khánh. Bà dậy đi mà. Bà tỉnh dậy đi. Bà đừng bỏ tôi một mình rồi bà Khánh. Bà Khánh ơi. Có ai không? Bà Khánh. Bà Khánh. Ôi trời đất ơi, thiệt là gato quá à. Không biết khi nào tôi mới được vậy nữa. Không biết khi nào bạch mã hoàng tử của tôi mới xuất hiện. Nói thôi dẹp đi, ông có mơ 8 kiếp á, chứ đâu mà bạch mã hoàng tử. Ủa, vậy là mấy người gặp tôi đúng không? Thôi đi ha, khoái hay mồm mà đặt xạo xạo. Thôi nào. Tôi chơi với bà bao lâu rồi, không lẽ tôi hiểu tính bà. Bệnh đặt. Tôi là bà tôi chịu liền. Khoái con khỉ á. Con ba nữa, bà gánh quá ha. Đau Khánh. Đau cho vừa. Ai biết mà lừa tôi làm chi. Nhưng mà Phương đồng ý rồi á nha. Nằm mơ nhưng hả mà... Nè, chiếc nhẫn này hả, cũng một chỉ 3 triệu á, tôi lấy luôn. Ê, nhưng mà còn đám cưới của mình thì sao? Cưới con khỉ, mơ đi cưng. Make some noise. Trên đường phố đông, mọi người ai cũng đang vui cười. Và ánh sáng lấp lánh một màu khắp nơi, nào cùng ca lên cho vui đêm nay. Từ nhịp bước tiếp bước trên đường phố đông, mọi người ai cũng đang vui cười. Và ánh sáng lấp lánh một màu khắp nơi, nào cùng ca lên cho vui đêm nay. Ngày Noel có em kề bên, người nói nhớ yêu thương đến em. Và ta sẽ mãi không rời xa, cùng nhau đón Giáng sinh an bình. Chắp tay cầu đến mai sau, ta sẽ mãi có nhau. Chắp tay cầu đến mai sau, ta sẽ mãi có nhau. Và ngày mai đã đến sớm mai nồng nàn, mùa đông yêu thương đã sang. Từ nhịp đập nên đang tin chuông vang lên, ngày Noel đã đến đây. Mùa đông mai sẽ đến Giáng sinh an lành, về chim đôi nhau ngõ vang. Và cùng hát khúc hát chung cho muôn nay, sẽ mãi vẫn còn yêu đời. Và ngày mai đã đến sớm mai nồng nàn, mùa đông yêu thương đã sang. Từ nhịp đập nên đang tin chuông vang lên, ngày Noel đã đến đây. Mùa đông mai sẽ đến Giáng sinh an lành, về chim đôi nhau ngõ vang. Và cùng hát khúc hát chung cho muôn nay, sẽ mãi vẫn còn yêu đời.